Ngọc Vy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019, đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ Đề. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ Đề, câu chuyện, bức thư của Tổng thống Lincoln gửi cho giáo viên và lòng tốt của người vô gia cư do Tủ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bùa đề qua câu chuyện Bức thư Tổng thống Lincoln gửi cho giáo viên của con trai ông Chuyện do tình tâm sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi Lincoln lớn lên trong một gia đình nông dân ở Kentucky Cha mẹ ông đều là những người mù chữ Dù nghèo khó và thất học, nhưng gia đình Lincoln luôn dạy dỗ con cái sống có đạo đức và tránh xa thối hư tật xấu. Người ta nói rằng ông cũng là người cực kỳ quan tâm đến chính sách giáo dục, đào tạo lớp người tương lai. Bức thư gửi cho giáo viên của con trai ông dưới đây cho thấy Lincoln có một tư tưởng tiến bộ, tầm nhìn rộng rãi ra sao về vấn đề này. Thằng bé sẽ phải học được điều này, rằng không tất cả mọi người đều công bằng hay chân thật nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp thì ở đâu đó sẽ có một vị anh hùng cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm cứ mỗi một kẻ thù thì ở đâu đó sẽ có một người bạn và nếu có thể xin hãy dạy cho thằng bé tránh xa bản tính ganh ghét đố tị xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác lại chính là những người dễ đánh bại nhất. Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới tuyệt vời của những cuốn sách. Nhưng xin cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn buông thuở của cuộc sống. Như đàn chim tung cánh trên bầu trời đàn ông bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa đỡ bên ngọn đồi xanh ngát ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thi rớt còn hơn gian lận xin hãy giúp cháu có niềm tin vào chủ kiến riêng của bản thân mặc cho tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử tốt đối với những người hòa nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin hãy tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo một hướng. Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cần phải sàng lọc nó qua một tấm lưới chân lý để rồi chỉ đón nhận những gì tốt đẹp. Và nếu có thể, xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế là không nên và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá cao để mua trái tim và tâm hồn mình xin hãy dạy cho cháu ngoảnh lại làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu, nhưng đừng vuốt ve luôn chiều, bởi vì chỉ có thử thách của lửa mới chui luyện được những thanh sắc cứng rắn. Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Tôi cho rằng đây quả là một yêu cầu quá lớn, nhưng xin thầy hãy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy, thật là điều tuyệt vời đối với con trai của tôi. Câu chuyện thứ hai, chiếc nhẫn rớt giữa dòng đời. Năm 2014 vừa qua, ông Billy Ray Harris, một người lang thang không nhà, 55 tuổi, ăn xin tại đầu một con đường ở tiểu bang Kansas. Một cô gái tên là Sarah Darling đi ngang qua, cho vào trong nón của ông một ít tiền. Nhưng cô không chú ý rằng chiếc nhận trên tay của cô cũng vô tình rơi vào nón. Sau khi Billy thấy, ông muốn bán chiếc nhận đi, có chủ tiệm ra giá 4.000 đô la. Đối với một người homeless, bà nói, đó đúng là một số tiền to lớn nhưng billy nghe xong lại do dự sau mấy ngày dài đắn đo suy nghĩ billy quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho người đã mất ông ngồi đợi và trả nhẫn lại cho sarah khi sarah nhận lại chiếc nhẫn đã đánh mất của mình cô vô cùng cảm động bởi vì đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô ý nghĩa vô cùng to lớn để tỏ lòng cảm ơn Sarah và người chồng hứa hôn của mình quyết định quyên tiền cho Billy giúp ông có một cuộc sống bình thường như mọi người. Lúc ấy, hai người cho rằng có lẽ chỉ được vài ngàn thôi. Nhưng không ngờ, nhiều người sau khi nghe câu chuyện đó đều rất cảm động. Ba tháng sau, đã quyên được gần 190.000 đô la. Billy dùng số tiền đó mua nhà, mua xe, nhưng vận may vẫn chưa hết. Sau khi câu chuyện của Billy được truyền thông đưa tin, người chị thất lạc 16 năm thấy ảnh ông trên TV, cuối cùng đã tìm được ông. Ông cứ nghĩ rằng người chị này đã qua đời. Billy, vợ chồng Sarah và người nhà đoàn tụ. Cứ như vậy, Billy không chỉ có tiền tìm lại được gia đình, mà còn có người bạn tốt là sarah và gia đình cô sau khi sarah kết hôn cô có một đứa bé cô nói sẽ kể cho con của cô rằng billy đối với gia đình cô quan trọng thế nào hơn nữa câu chuyện chân thật này sẽ giúp đứa trẻ hiểu được điều gì là đúng điều gì là sai như vậy nhiều người đã hợp sức để thay đổi cuộc đời của một người xứng đáng với sự trợ giúp đó bây giờ khi mọi người nhìn thấy billy họ không phải bố thí nữa mà là nắm tay ông chúc mừng ông billy nói khi nhớ lại nỗi khổ trước kia ông vô cùng cảm tạ thượng đế đã cho ông cơ hội này cho ông quay lại cuộc sống của một người bình thường ông sẽ sống thật tốt để những người trợ giúp ông biết tấm lòng của họ không hề uổng phí. Đây thật giống như một câu chuyện huyền thoại. Một thử thách rất lớn giữa lương tâm và lòng nhân ái. Nhưng đối với một kẻ lang thang thì sự thử thách đó càng lớn và cao thượng hơn. Vì đối với ông ta, giá trị của một chiếc nhẫn to lớn vô cùng. Cái cao đẹp ở đây chính là sự thức tỉnh để nhận thức đúng và hành động đúng điều đó cho thấy rằng lương tâm chính thực lúc nào cũng hiện diện trong tất cả mọi người để nhắc nhở con người làm điều tốt và tránh xa điều bất thiện kết quả kẻ lang thang vượt qua được cám dỗ từ đó về sau có một cuộc sống hạnh phúc qua câu chuyện này phải chăng có thể nói rằng khi chúng ta làm việc tốt bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp cho tương lai của mình. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 a com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, Chương trình vtv đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128, nhà hàng Nha Trang điện thoại số 703 534 1657, Nova Pharmacy điện thoại số 703 538 5555. Kim Phụng Bakery điện thoại số 703 534 -4525. Brother Auto Services điện thoại số 703 1233, Thanh Sơn Thông Phu điện thoại số 703 Hoa Thịnh Đốn Việt Báo điện thoại số 703 339 -9852. Bánh mì Ba Lẹ điện thoại số 703 876 9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation điện thoại số 703 237 5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703 307 5001, Nam Anh 202 999 6075, Minh Thúy 703 485 6392.